Nghệ xỉu Tú Thanh Lộc chỉ trích trào lưu đi bão vô ý thức của giới trẻ trước thềm chung kết AFF Cup. Trên trang cá nhân của mình, nghệ xỉu Tú Thanh Lộc vừa chia sẻ cảm xúc về trào lưu đi bão vô ý thức của giới trẻ hiện nay. Không thể phủ nhận đằng sau những trận cầu nảy lửa của đội tuyển Việt Nam là hàng triệu sự kỳ vọng cổ vũ đến từ fan hâm mộ. Tuy nhiên, một bộ phận giới trẻ hiện nay lại biến tình yêu bóng đá thành những trào lưu xấu, khiến cộng đồng phẫn nộ. Ngoài công kích trọng tài, cầu thủ nước bạn, những fan hâm mộ Việt còn trở nên hung hãn trong những cơn bão xuyên màn đêm. Để giải thích cho những việc làm vô ý thức của mình, họ cho rằng đó là thể hiện tình yêu đối với đất nước, đối với bóng đá Việt Nam. Trước trận chung kết lượt về của AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, trên trang cá nhân của mình, nghệ xỉu Tú Thanh Lộc đã có những chia sẻ được cho là nói đến fan hâm mộ trào lưu hiện nay. Mượn câu chuyện giữa hai mẹ con, nghệ xỉu Tú đang muốn nói đến việc các bạn trẻ lạm dụng việc đi bão để đua xe, thổi kèn inh ỏi. Điều này không chỉ gây tổn hại tính mạng cho bản thân họ mà còn khiến nhiều người khác phải chịu liên lụy. Ngẫm lại những lời chia sẻ của nghệ xỉu Tú Thanh Lộc, rất nhiều khán giả đã đồng ý với quan điểm này và cần lên án những hành vi xấu trong văn hóa đi bão để cổ vũ bóng đá. Bất chấp an toàn, người hâm mộ sẵn sàng tràn xuống đường và dẫm lên các công trình công cộng. Nhiều người cũng coi thường an toàn giao thông khi không đội mũ bảo hiểm. Tại các thành phố lớn, nhiều tuyến đường chính, sau những trận bóng đá đều xảy ra tình trạng kẹt xe như thế này. Đốt pháo sáng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao. Những chiếc kèn hơi tay, bất kỳ dụng cụ nào phát ra âm thanh như nồi, chảo, bình ga, chai nước đều được cổ động viên cho nhập cuộc đi bão của mình. Hy vọng nhiều khán giả sau trận bóng hôm nay giữa Việt Nam và Malaysia, dù là thắng hay kết quả như thế nào, thì khán giả nước nhà vẫn giữ được tinh thần cổ vũ đẹp nhất, hãy đi bão có văn hóa và văn minh. Tưởng mỗi anh Đức là tỷ phú của tuyển Việt Nam, Phượng Dũng cũng kinh doanh từ lâu, doanh nhân thành đạt cả. Ngoài cầu thủ Anh Đức thành công với chuỗi cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao, còn có Công Phượng mở quán cà phê mang tên mình, Duy Mạnh kinh doanh online, trước đó có Mạc Hồng Quân lấn sang showbiz, Thành Lương cũng mở quán cà phê. Các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam không chỉ đá bóng dội trên sân mà còn thể hiện tài năng kinh doanh bằng những nghề tay trái. Người hâm mộ không còn xa lạ với chuỗi cửa hàng quần áo thể thao tên AD Sport của tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Chỉ sau 2 năm bước chân vào đường kinh doanh, Anh Đức đã là chủ của một chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ thể thao với những chi nhánh đại lý từ Bình Dương cho đến thành phố Hồ Chí Minh. Sau 9 năm, cửa hàng nhỏ năm nào đã phát triển thành công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Anh Đức Sport. Tiền đạo Bình Dương còn cho ra sản phẩm giày mang thương hiệu bản thân Anh Đức Sport. Không chỉ có thế, hiện tại tiền đạo Anh Đức còn là chủ của một số dãy trọ cho thuê và khách sạn spa tại Bình Dương. Ngoài ra, anh còn mở cửa hai sân bóng mini của riêng mình và là đồng sở hữu một nhà hàng cùng với gia đình vợ. Cầu thủ Anh Đức có hàng chục cửa hàng đồ thể thao của riêng mình. Tiếp đến là tiền đạo Nguyễn Công Phượng, người đã có bàn thắng đẹp như mơ khi thêm tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 gặp Philippines. 22 tuổi, Công Phượng là ông chủ của quán cà phê tên CB10, tên viết tắt và số áo của anh trên đường Cù Chính Lam, thành phố Pleiku. Được biết, quán cà phê là dự án tâm huyết của Công Phượng và một người anh thân thiết. Do khá bận rộn nên thỉnh thoảng anh mới ghé thăm quán và dành thời gian cho việc tập luyện bóng đá. Trước đó, Công Phượng cũng từng nhận làm đại diện hình ảnh có một số nhãn hàng về bia, sữa và dầu gội đầu. Hậu vệ Duy Mạnh cũng thử sức với kinh doanh online khi cùng bạn gái mở một cửa hàng đồ ngủ trực tuyến. Cửa hàng của Duy Mạnh hiện kinh doanh đủ các loại quần áo ngủ dành cho nam nữ và trẻ em. Quán cà phê của Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng không ít lần đến quán của cầu thủ Công Phượng. Công Phượng ghé thăm quán cùng đồng nghiệp thân thiết của mình Văn Toàn. Mở một sân bóng là ước mơ từ bé của hai anh em Tiến Dũng, Tiến Dũng. Thế nên, khi quyết định xây dựng sân bóng ở Ngọc Lặc, Dũng hy vọng nó sẽ đóng góp được chút ít gì đó vào phong trào thể thao của huyện nhà và phần nào thúc đẩy được niềm vui mà trái bóng tròn mang lại sau những giờ làm và giờ học căng thẳng. Hai cầu thủ trẻ cũng tỏ ra là những người có duyên với việc kinh doanh. Trước khi mở sân bóng tại quê nhà, Tiến Dũng đã có một cửa hàng thời trang. Anh em Tiến Dũng, Tiến Dũng mở sân bóng tại quê nhà. Bên trong sân bóng của anh em cầu thủ người Thanh Hóa. Trước đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Than Quảng Ninh tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V-League và đội tuyển Việt Nam. Không dừng lại bóng đá, anh cũng thử sức với việc đóng phim và tham gia chương trình truyền hình.
Mạc Hồng Quân từng đóng một vai trong phim điện ảnh Vệ Sĩ, Tiểu Thư và Chàng Khờ. Anh cũng từng làm khách mời chụp ảnh trong chương trình The Face năm 2017. Tiếp đến là Phạm Thành Lương, một cầu thủ có tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam cùng thời với Công Vinh. Được biết, anh mở quán cà phê Diva do mình và anh trai Hùng Vốn quản lý, nằm ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Do nằm ở địa điểm khá thuận lợi với lối thiết kế sang trọng cùng diện tích tương đối rộng, nên đây là nơi lý tưởng cho các cuộc hẹn khách hàng và đặc biệt là vào những dịp cuối tuần, các đội tuyển Việt Nam thường chọn đây là nơi giao lưu và giải trí. Trường Giang hết lời khen Nhã Phương, dù bận rộn thế nào vợ tôi vẫn dành thời gian để chăm lo nhà cửa, vợ là số một. Gần đây Trường Giang thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên Nhã Phương, nam danh hài cũng rất khéo nịnh vợ. Sau khi kết hôn, Trường Giang bận rộn với lịch diễn dày đặc ở trong và ngoài nước, Nhã Phương cũng theo chồng đi diễn ở nước ngoài. Mới đây, nam danh hài chia sẻ về cuộc sống bận rộn của hai vợ chồng, đồng thời hết lời khen ngợi Nhã Phương biết chăm lo cho gia đình. Thật lòng mà nói, chẳng có bữa cơm nào ngon bằng bữa cơm gia đình. Cả hai vợ chồng tôi đều có những ngày bận rộn vất vả với lịch trình dày đặc. Và những lúc như vậy, bọn tôi chỉ ước mong được về ăn bữa cơm nhà ấm cúng mà thôi. Dù bận rộn thế nào, vợ tôi vẫn dành thời gian để chăm lo nhà cửa, chăm lo bữa cơm gia đình. Bà xã tôi quả là nhất, vợ là số một. Bởi vậy, nên chỉ cần có thời gian là tôi sẵn sàng lăn xả vào bếp cùng với bà xã. Còn gì bằng được bữa cơm do cả hai vợ chồng cùng nấu chứ? Trường Giang hết lời khen Nhã Phương, vợ là số một. Lời chia sẻ của Trường Giang khiến người hâm mộ thích thú. Chú may mắn mới có người vợ tốt như vậy. Chúc cô chú mãi hạnh phúc, Giang ca là số 1 là những bình luận của dân mạng gửi đến Trường Giang. Bài viết bên Hà Đức Chinh được 140.000 like nhưng Trấn Thành vẫn bị đả kích. Status của MC Trấn Thành nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng nhưng vẫn còn đó những tranh cãi. Mới đây, trong ngày 12 tháng 12, MC Trấn Thành đã thể hiện thái độ bức xúc trong việc cầu thủ Hà Đức Chinh bị ném đá vì việc không có duyên ghi bàn. Chỉ trong vài tiếng, status của Trấn Thành đã thu hút hơn 100.000 lượt like. Hiện tại, bài viết của MC này nhận về 144.000 lượt like cùng nhiều bình luận. Trấn Thành đăng ảnh Đức Chinh và viết status nhắn nhủ những cổ động viên quá khích. Trấn Thành đưa ra quan điểm, chúng ta hãy xem bóng đá một cách văn minh, thắng thì vui, không thì thôi, xin đừng vùi dập, chỉ trích hay đả kích tấn công phỉ báng. Họ chưa đủ áp lực sao, họ là cầu thủ không phải là vật tiêu khiển, có giỏi thì ra sân mà đá, đừng nấp sau bàn phím mà gõ, quá buồn cho những hành xử thiếu suy nghĩ và quá thương cho các em, nhất là Đức Chinh. Phần lớn ý kiến cư dân mạng đồng tình với bài viết của Trấn Thành, một cư dân mạng nhận xét dưới status, trong các nghệ sĩ, nể nhất Trấn Thành, có sắc, có tài, có đức. Một bạn khác bình luận, rất tán thành ý kiến của Trấn Thành, có ra sân đấu mới biết khó khăn áp lực như thế nào, kết quả như thế nào vẫn là cách chơi hết mình của các em, tập thể đội bóng rồi, hơn ai hết, khi ra sân, ai không mong chiến thắng. Tôi luôn ủng hộ đội bóng, họ chơi như vậy là quá tuyệt vời rồi, trước áp lực sân khách. Số đông cổ động viên, tiểu xảo của đội bạn, bóng đá là môn tập thể đồng đội nên hãy xem một cách văn minh nhất, thể hiện sự đoàn kết dân tộc. Chứ đừng khen khi một cá nhân nào đó tỏa sáng, rồi vùi dập những cá nhân thiếu may mắn. Hơn ai hết đứng trước bóng, họ rất áp lực và luôn muốn mang vinh quang về cho tổ quốc. Rất nhiều bình luận khác ủng hộ quan điểm của Trấn Thành. Tuy nhiên, bên cạnh đó, MC Trấn Thành vẫn phải nhận cả những bình luận tiêu cực đến từ một bộ phận cư dân mạng. Một độc giả có nick Trần Long viết, là một nghệ sĩ lớn mà phát biểu của anh, tôi không hề thấy anh có chút suy nghĩ gì cả. Tôi không ghét Đức Chinh và cũng chẳng chửi bới gì ai cả. Nhưng việc tiền đạo mà không biết ghi bàn bị nhận chỉ trích là hoàn toàn bình thường. Tiền đạo không biết ghi bàn thì làm gì vào sân để kèm hậu vệ đối thủ à? Anh lên sân khấu biểu diễn hay hát mà không ra gì hay nhảm nhí, anh có bị chỉ trích chửi bới? Nếu không vượt qua được chỉ trích hay áp lực thì xin nghỉ. Nhường cơ hội cho người khác, không ai có quyền bắt buộc cầu thủ phải thi đấu cả. Điều quan trọng là các cầu thủ có vượt qua được áp lực hay chỉ trích đấy không? Để cố gắng và trưởng thành hơn không thôi. Anh bảo giỏi vào mà đá, ngồi mà gõ phím, ô hay, họ là cầu thủ mà, họ được đào tạo tập huấn, họ không biết đá nữa, chả nhẽ để cho chúng tôi vào đá. Tôi làm kinh tế còn anh làm nghệ sĩ, xã hội đã phân công công việc hết rồi, chỉ có lười lao động mới không làm ra tiền thôi chứ. Việc của cầu thủ là phải biết đá bóng, đây là quan điểm cá nhân của tôi. Trong khi đó, bạn Thanh Thành chỉ trích Trấn Thành. Cứ có cái tư tưởng làm không tốt thì rút kinh nghiệm cho lần sau, bản năng của tiền đạo là phải biết chớp thời cơ ghi bàn.
Biết đối mặt thủ môn cơ hội thành bàn cao lắm không? Không làm được thì để người khác làm. Vị trí tiền đạo Việt Nam không thiếu người giỏi, Công Phượng, Văn Toàn, Anh Đức đẳng cấp hơn hẳn. Trong bóng đá có câu, ranh giới giữa anh hùng và tội đồ là rất nhỏ. Đá một trận chung kết bạn bỏ lỡ một cơ hội là bạn bị coi là tội đồ rồi, chứ đừng nói nhiều cơ hội như vậy. Những bình luận chê bai ý kiến của MC Trấn Thành đều nhận về phần lớn chỉ trích. Nhiều fan phải lên tiếng bên vực lại Trấn Thành để giải thích ý nghĩa câu nói của nam MC. Bạn có nick Duyên Lê lên tiếng, anh Trấn Thành nói có giỏi thì ra sân mà đá, đừng nấp sau bàn phím mà gõ, để hiểu cái khó và cảm giác của cầu thủ. Đừng ngồi gõ bàn phím, và anh cũng đang nói đến những người vùi dập phỉ báng các cầu thủ, nhất là Chinh. Qua Facebook Chinh hay rút xem người ta comment về Chinh đi. Tối qua đến giờ toàn chửi bới, chưa đọc được mấy cái góp ý đâu. Trước một số ý kiến dư luận chỉ trích, Đức Chinh không hề bị ảnh hưởng tới tinh thần. Anh mới chia sẻ hình ảnh vui tươi bên cạnh thủ môn Bùi Tiến Dũng và nhấn mạnh bản thân mình vẫn ổn.